Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Hơ Mơ Ri Bia, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại Buôn Cua, xã Ia Mờ Rốc, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này cao 1m59 và có nốt ruồi cách 1cm trên sau đầu lông mày trái. Cũng phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk là đối tượng Nguyễn Thị Lự, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại số 25 Lê Thánh Tông, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là hành vi áp dụng các hình thức thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Võ Văn Đức, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại số 56 Nguyễn Tri Phương, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Và đối tượng Nguyễn Xuân Quý, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại thôn Đắc Vang, xã Sa Long, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đối tượng này có nốt ruồi cách 4cm trên sau mép phải. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.